Chúng con xin nêu một câu hỏi đầu tiên của một vị Phật tử. Kính bạch trên Hòa Thượng, chúng con thường nghe Pháp có triệu chứng buồn ngủ và chúng con đôi khi mỏi mệt, cho nên ở nhà chúng con hay nằm nghe Pháp hoặc nghe Kinh. Kính bạch trên Hòa Thượng, vậy chúng con có mang tội hay không? Và làm thế nào để chúng con chuyển được cái nghiệp nghi pháp là ngủ, tụng kinh là ngủ? Xin trên Hòa Thượng giải đáp cho chúng con. Cái ngủ á, là nó có nhiều lý do. Nếu như cái lý do mà mình thường làm việc hàng ngày nhiều, căng thẳng rồi, mệt mỏi rồi, bây giờ mình ngồi mình ráng nghe thêm Pháp hay là mình ráng tụng kinh, thì đôi lúc á, cái do cái mệt mỏi mà mình buồn ngủ, thì cái buồn ngủ đó đó là nó tự nhiên. Cái buồn ngủ đó là do tự nhiên. Thì theo Thầy đó, cái buồn ngủ như vậy là thì không sao. Cái buồn ngủ thì tốt nhất là nên đi ngủ. Có nhiều người đó, có nhiều người họ bị trầm cảm hoặc là họ bị căng thẳng, thì họ mở cái pháp thoại ra nghe. Khi họ mở pháp thoại ra nghe đó, thì họ nhờ cái sự chú tâm vào cái pháp thoại đó để mà nghe, cho nên cái tâm họ bớt căng thẳng, bớt vọng động. Và như vậy á, họ lại thành nó dễ ngủ. Tại vì khi kia hễ mình căng thẳng vòng đồng thì mình khó, rất là khó ngủ, cứ nằm mà cứ suy nghĩ hoài là không cách gì ngủ được. Nhưng mà bây giờ nghe Pháp cái tự nhiên mình chú tâm vào cái lời giảng một hồi á, cái tâm mình nó yên, cái nó ngủ được. Thì Thầy vẫn có nhiều người hỏi Thầy thì Thầy vẫn thường cho phép là cứ mở Pháp Thầy, sợ nếu mà Pháp của vị nào á mà sợ tội á, thì cứ mở Pháp Thầy nghe thôi, bởi vì Pháp Thầy mà nghe ngủ cũng được, không sao. Có một điều bởi vì nếu mà Phật tử mà đang căng thẳng thì bây giờ nghe Pháp Thầy mà ngủ được là vậy là quá tốt rồi. Và vừa rồi có một người trình Pháp thì nói như thế này: con á, là cứ đi làm việc về rồi thì mà vậy muốn nghe Pháp, cho nên con cứ mở Pháp Thầy ra nghe. Nhưng mà nghe một hồi á, là con mất. Cho nên thật ra đó, nói thật, thú thật với Thầy là con không nghe được bao nhiêu hết trơn á. Thực sự là không nghe được bao nhiêu hết đó. Nhưng mà là sau này tự nhiên á, khi trong đời sống á, là tự nhiên con ứng ra những cái mà con không ngờ rằng là cái điều ứng ra đó lại là rất là đúng. À, thì té ra đó, trong tâm lý học á, trong phân tâm học á, người ta có một cái phân tích như thế này. Và sau này người ta ứng dụng vào trong nhiều cái lĩnh vực. Là mặc dù khi ngủ mà mình vẫn cứ nghe Pháp, thì thật ra đó, cái cơ quan mà lỗ tai đó, thần kinh rồi này nghe, nó vẫn có tiếp thu trong đó, mặc dù mình ngủ. Tức là, nhưng mà nó có một cái điều kỳ lạ thế này, tức là tiếp thu khi mình vô tâm đó, thì nó lại ngấm ngầm vào. Còn tiếp thu mà bằng ý thức đó, đôi lúc chủ quan. Đôi lúc mình ngồi mình nghe rồi, nhưng mà mình nghe thì thật ra mình nghe theo ý mình nó nhiều hơn là nghe cái vị Thầy nói. Khi mình nghe là mình nghe theo ý mình. Do đó có khi mình cố gắng mình nghe đó lại sai. Thầy nói có khi thôi chứ không phải Thầy nói hoàn toàn. Không phải lúc nào mà nghe mà cố gắng nghe cũng sai. Nhưng mà khi mình cố gắng nghe với ý thức quá đó,
Thì lúc đó là mình nghe với cái ý thức của mình. Còn khi mình nghe với là vì trong lúc ngủ thì mình nghe một cách vô tâm, cho nên nó thấm vào hồi nào không hay. Và ở đây nó có một cái chuyện này nữa. Thí dụ như là cây cối, có một vị bác sĩ về hưu, thì ông mới bắt đầu muốn tìm hiểu đạo Phật. Thì có một ông bác sĩ bàn mới là giới thiệu cái pháp thoại của thầy. Thì ông bác sĩ này ông mới nghe, bắt đầu nghe pháp. Thì bây giờ ông ở nhà, cho nên ông nghe pháp thì ông ra ngoài vườn, ông ngồi ông nghe pháp. Thì ông phát hiện ra rằng là cây cối nó cũng là ra bông ra trái nhiều hơn. Như vậy thì cây nó đâu có nghe pháp giống như mình đâu, phải không? Nó nghe pháp dưới cái trạng thái vô thức, nhưng mà nó lại là hưởng được cái năng lượng của cái pháp đó. Cho nên cái vi diệu nó hở chỗ đó, hưởng được cái năng lượng của cái pháp đó, cho nên cây cối nó cũng ra hoa ra trái. Kỳ lạ, ông bác sĩ nó cũng nói, ủa lạ quá đi, hồi xưa giờ cây cối không có ra trái, ra bông gì hết, bây giờ tự nhiên nó ra bông ra trái. Cho nên sau này khoa học tâm lý đó, người ta mới nghiên cứu ra một cái cách dạy trẻ. Ban đầu thì người ta dạy trẻ, một đứa bé nó nghịch, thì khi nó phải chờ cái lúc nó ngủ cái đã, nó ngủ mà ngủ say á, mình kêu nó dậy, có thử nó có dậy không. Nếu mình kêu mà nó không dậy thì lúc đó mình sẽ bắt đầu ngồi nói chuyện với nó. Con là đứa bé ngoan, con biết nghe lời, con chăm học, cứ nói vậy thôi. Mỗi ngày mỗi đêm cứ nói như vậy là tự nhiên á, nó chăm học, nó ngoan ngoãn. Lạ lùng á. Tức là nó mà phải để lúc nó ngủ yên á. Cho nên thực ra là khi ngủ đó, cái tâm thức của mình nó vẫn là thu thập. Nhưng mà cái thu thập này đó lại thu thập một cách vô thức. Cho nên á, đến khi như cái người mà trình pháp đó, đến khi làm cái việc gì đó thì tự nhiên cái pháp đó nó lại ra. Nó vào trong này hồi nào không biết, tự nhiên pháp nó ra. Đó, cho nên nếu mà ngủ mà cái ngủ đó là do mình cần ngủ cho nên mình ngủ thì không sao. Nhưng mà nếu như cái ngủ là bởi vì mình, mà cái ngủ này á, là có đôi lúc như thế này, tại mình nghe pháp chán quá rồi. Nghe pháp chán quá mình không hiểu gì cả. Cái trình độ mình không phải đúng với cái pháp này. Còn nếu cái trình độ mình mà đúng cái pháp đó thì tự nhiên là nó sẽ bừng tỉnh liền. Nhưng mà cái trình độ của mình nó không đúng cái pháp đó. Có người cái căn cơ ngang chừng này thì là nghe cái pháp chừng này thì lại là rất tỉnh. Nhưng mà nghe cái pháp cao hơn hoặc thấp hơn là buồn ngủ. Đó. Cho nên nhiều khi thầy thuyết pháp, thầy nhìn xuống có người ngủ gục. Thì thầy không sao hết á, thầy nói cứ để cho họ ngủ gục, không sao hết. Cứ để cho họ ngủ, đừng có đánh thức họ dậy. Bởi vì nhiều khi họ mệt mỏi, nhưng mà họ lại muốn đi nghe pháp. Thì mình phải thông cảm. Nhưng mà chưa chắc là họ đã không nhận được. Bởi vì thực ra đó, cái tâm của họ đó vẫn là nhận được cái pháp ở trong. Đó là cái điều kỳ lạ đó. Rồi bây giờ người ta còn là, người ta gọi là thai giáo. Thai giáo tức là dạy con khi con còn trong bụng nữa. Tức là khi nó có chưa biết gì hết trơn á, nhưng mà người cha mẹ đó vẫn cứ nói những cái điều tốt lành với nó, vỗ về thương yêu nó, thì nó vẫn nhận được cái trường năng lượng đó. Thì ở đây đó mình thấy là cái quan trọng chính là trong thời Đức Phật á, tại sao bây giờ mình cũng nghe cái bài kinh đó mà mình không giác ngộ, mà trong thời Đức Phật á, Ngài nói là một người giác ngộ liền, là tại vì không phải chỉ cái lời nói đó, mà là cái trường năng lượng mà Đức Phật Ngài phát ra, cái lòng từ bi vô lượng của Ngài phát ra đó, nó cũng là ảnh hưởng rất là lớn đó. Vì vậy cho nên á, nếu một người mà mệt thì cứ ngủ, vì đó là tự nhiên, chứ đừng có cố gắng gượng là cũng không tốt. Nhưng mà nếu như cái ngủ đó là bởi vì do mình không thích hợp, chưa thích hợp, hoặc là bởi vì mình thấy chán hay sao đó thì mình ngủ,
thì đó cũng là chuyện tự nhiên. Cho nên á, theo thầy là cũng không nên lên án quá về cái chuyện mà khi người nghe pháp mà buồn ngủ.